tôi sẽ công bố hạng mục phim Việt Nam dự thi giải nữ diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên Phương Anh Đào trong phim nữ diễn viên Phương Anh Đào không có mặt của chúng ta, nên là chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà sản xuất đạo diễn Trần Thành của phim Mai sẽ lên sân khấu nhận giải nhân thay cho nữ diễn viên chính xuất sắc Phương Anh Đào. Và xin được cảm ơn Nguyễn Đăng Thanh cũng như là xin được cảm ơn nữ diễn viên Natalie Sư, thank you. Và xin được cảm ơn đạo diễn nhà sản xuất Trấn Thành, thank you.